Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một clip một khán giả ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội phản ánh. Trên đoạn đường hơn chục cây số từ vòng xuyến Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến điểm giao cắt với đường đi Chùa Thầy thuộc địa phận huyện Quốc Oai, có hàng chục đống phế thải cũ và mới đan xen nhau nằm trên đường do một số xe tải đổ trộm. Những đống phế thải chủ yếu là bùn đất và vôi vữa, thậm chí các đối tượng đổ trộm tràn xuống cả ruộng hoa màu của người dân nằm ven đường. Khán giả cho biết, phần lớn các xe đổ trộm phế thải đều xuất phát từ nội thành. Hoạt động đổ trộm phế thải thường diễn ra chủ yếu vào giữa đêm khuya, thời điểm mà đường vắng người qua lại. Nhất là những hôm trời mưa, nạn đổ trộm phế thải hoành hành dữ dội. Đã đến lúc các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cần có biện pháp xử lý triệt để hiện tượng trên để đảm bảo an toàn giao thông cũng như bảo vệ đồng ruộng cho người dân ở ven đường.